Còn các bạn nó còn nhiều quả, các bạn cứ tưới nhé, cứ tưới phân, tưới do rồi nước non các thứ vào. Bởi vì là nhìn to như một đống tràm ấy. Xin chào các cô chú anh chị các bạn. Chúc cô chú anh chị các bạn là một ngày mùng năm Tết khai xuân rực rỡ, vạn sự như ý, vụ mùa bội thu. Và hôm nay thì ở nhà mình gọi là chính thức gọi là khai xuân các bạn nhé. Thứ nhất là táo thì hái từng một đã để gọi mở hàng khai xuân rồi. Nói chung là hái từ mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 đều hái cả. Còn khai xuân thì đó là động tay động chân thêm nữa. Đó là đánh cây táo giống và gói cây táo giống gửi cho các bạn các anh chị nhé. Và chặt thêm cả cây nữa các bạn nhé. Thì rất nhiều các bạn các anh chị cũng đã hỏi là thế thời điểm này đã chặt được cây chưa? Chặt tốt rồi. Hết quả là chặt cây, đốn cây để cho cái vụ 2025 nhé. Còn 2024 thì coi như đã xong rồi. Đó. Cây táo giống đây. Đấy thì đánh cho các bạn các anh chị em ở rất 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 nhiều nơi, từ miền Nam đến miền Bắc đến miền Trung luôn nhé. Số lượng khoảng hơn 30 bác cơ. Đó thì cây giống đến thời điểm này trồng thì rất là thích hợp rồi. Trồng bây giờ vào cuối năm được thu ngay. Ví dụ như các bạn các anh chị ngày năm ngoái lấy rồi thì năm nay bổ sung thêm. Ví dụ như các anh ở Hải Phòng, các anh như bán được năm ngoái có 50 cây, bán năm nay được 2 tấn. Nên như anh ở Tiên Lãng đấy, rồi các anh chị em khác nữa. Đó thì với cái tốc độ trồng thì mình nghĩ là cũng để mà bán ấy thì vẫn ok các bạn nhé. Anh chị em so với các loại cây trồng khác thì vẫn là duy trì 20-30 nghìn một cân là quá ổn rồi. Đó. Cây thì rất là ok và giống thì không phải nghĩ. Giống thì đét luôn. Các bạn lấy cây nào, loại nào, giống nào thì mình gửi ra giống đó thôi. Giống xuân, có xuân, Đài Loan, đào vàng, đại mật, kim đào mật, táo chua, táo thái. Đấy thì đủ loại. Nói chung là các bạn thích trồng loại nào thì mình đánh cho loại đó. Còn cây các bạn đánh nhá, như cây củi luôn, có cả bầu nhé, có cả rễ trần, các bạn nào thích lấy loại nào cũng được. Đây là đang là loại rễ trần này, đó. Rễ trần này. Đấy. Bạt cây thì rất là cao, to, đẹp dài. Khu này là cái khu mà táo xuân nhé, thì coi như đã thu hết quả luôn rồi. Và đang quá trình dốc cây nhé, đang quá trình dốc cây, phát cây. Còn phía bên này là đại mật nhé, đại mật thì còn một chút quả cuối nữa, thì vẫn còn để thu nốt, rất là ok thôi. Còn lại là nếu mà tốc độ dốc cây như này thì từ giờ đến khoảng mùng 10 là sẽ gọi là thẳng băng, gọi là hết dốc hết cả vườn luôn đấy. Thì cây táo này mình chia sẻ là quả thì được thu hoạch bán nhé. Cây thì làm củi nhá, lá này cũng có thể bán nhá các bạn nhá. Lá này 5.000 một cân đấy. Quan trọng là có thời gian để đi rũ không. Đây, cái lá này này đập ra và bán 5.000 một cân. Thu mua hết, nhưng mà với điều kiện là lá không phải không bị ẩm mốc nhá, tức là thu hoạch vào những cái hôm mà trời nó nắng ấy, còn hôm trời nó mưa nó bị ẩm mốc là người ta cũng không lấy đâu. Những cái hôm mà trời nắng ráo xong để 1-2 hôm sau chặt ra xong rũ lá ra là ok. Đó. Cây táo giống thì còn rất nhiều luôn các bạn ạ. Bạt này này, vườn phía trên nữa này. Đó. Thì nó báo là ngày hôm nay ngày mai có không khí lạnh yếu tăng cường xuống này. Nhưng mà thực ra giờ nó cũng yếu, gọi là nhẹ nhẹ mát thôi chứ nó không giải quyết gì cả. Bởi vì theo cái dự báo là Tết là có không khí lạnh rét hại, đậm rét hại, nhưng mà còn chẳng có. Thì nghĩ là cái đợt này xuống nó chỉ mát mát thôi. Nhưng mấy hôm vừa rồi từ mùng 1 đến ngày hôm qua hôm kia thì đều rất là nắng và nhiệt độ đều rất là cao. Nên cái việc mà táo nó chín nó sẽ rất là nhanh đấy. Mời các bạn ăn quả táo nhé. Những quả táo đại mật đấy các bạn.
Đây, kim đào mật đây. Rất là phê. Còn khu vườn phía bên này là đã đánh xong rồi các bạn nhé. Đấy những cây nhỏ đang để lại đây. Đó. Phía bên này thì u mình nhé. Mình vừa chặt ở đây cùng u mình nhé. Và bây giờ thì mình quay video lại. Đó, đang gọi là chặt cây phá cây rồi. Khai xuân. Đi ra vườn bây giờ là phải đi bằng giày các bạn nhé, đi bằng giày hoặc bằng ủng, không là dẫm lên cành thì nhiều khi gai nó cào nó cắm nhá. Trồng thì lâu chứ phá thì mấy các bạn. Trồng để được cái cây này thì lâu thôi chứ chặt một buổi thì ba buổi thì vắng ngắt cả vườn luôn. Đấy. À, các bạn lưu ý là với cây táo này chặt nhé, chặt phá thì chặt đến đâu các bạn dốc luôn đến đó nhé. Còn nếu các bạn mà chặt xuống xong để mấy hôm dốc thì nó rất là dai, nó khô rồi nó rất là dai, nó héo ốt ốt và dai khó dốc lắm. Còn thời điểm này thì cực kỳ mềm mà cực kỳ dễ, cứ chặt đến đâu dốc sạch đến đó. Còn nhiều bạn cứ bỏ cưa xong để hôm nào dốc sau thì nó dai khó chịu lắm, không dốc được đâu. Còn giờ thì nó mềm, dễ làm, các bạn rất là nhanh. Làm đến đâu làm dốc đến đó, làm gọn đến đó. Cây to để ra cây to, cây nhỏ để cây nhỏ. Còn bình thường những cái lá này sau sẽ tập trung vào đốt hết một loạt này các bạn này. Để tập trung đốt hết luôn nhé. Đây, các bạn. Phía bên này thì ngày hôm nay và ngày mai 2-3 ngày sẽ phá tan hết cái khu này thôi. Đánh cho tan tác luôn nhé. Đây còn phía dưới này là vườn cam nhà ông bạn mình đây. Hiện tại giờ còn khoảng 3 tấn nữa. 3 tấn cam canh nữa. Tết vừa rồi cam đẹp là bán 70.000 một cân. Còn bây giờ không biết ra riêng bán được 80.000 không. 3 tấn 8324 các bạn thấy biết được bao tiền chưa? Hơn 200 triệu vẫn đang nằm ở vườn này. Nó vẫn đang đỏ vườn này. Vẫn đang quay bếp tưới. Ồ, hoa thì cam ra trắng vườn rồi. Ồ, đây loại này thì chỉ khoảng 15.000 một cân thôi. Quả to thì rất là rẻ, còn cam nhỏ thì mới đắt thôi. Hoa cam nếu chơi đẹp hơn cả hoa mai các bạn nhỉ. Hoa nhất chi mai nhỉ, nếu chơi Tết thì đây. Nếu mà cắm hoa cam còn đẹp chứ nhỉ. Anh nghĩ chơi Tết mà cành cam này ok quá chứ. Đây, các bạn nhìn thấy có rực rỡ không? Mình thấy trắng muốt hơn như hoa mận. Riêng ở cái vườn cam của ông bạn mình thì còn có cả quýt quỳ hợp nữa nhé. Đây. Quýt quỳ hợp như năm ngoái ở quýt quỳ hợp nó rất là rẻ vì nó ăn có vị chua chua. Đặc biệt ở trong quỳ hợp Nghệ An thì năm ngoái có bao nhiêu bác cũng điện ra và lấy cây táo giống trồng rất là nhiều. Vì năm ngoái cam quýt nó rẻ lắm, 2.000 một cân còn khó người còn không có người mua cơ. Còn không biết là năm nay tình trạng thế nào cơ. Đây bây giờ hiện tại là quả vẫn đang xanh xanh này. Kìa, những cây kia nó mày rơi hàng tạ quả chứ ít gì đâu. Quả rất là to và nặng các bạn nhé. Nó to lắm mà nặng. Ra đây thì cái bếp nó đang quay. Đây các bạn nhìn này. À, nhưng mà vỏ ăn nó mọng nước nhiều, nó bị chua, bị đá chua nhiều, khó ăn, nên không khó ăn quýt quỳ hợp. À, có lẽ là mình sẽ quay trở lại, mình sẽ chặt cây táo nha, và sau đó là sẽ đóng cây gửi các bạn các anh chị nhé. Đóng cây giống hôm nay rất là nhiều đơn hàng nên là
Các anh chị em đang đánh rất là tích cực luôn, và mình cũng phải đi đánh nữa chứ cũng không phải đơn giản đâu. Thì để đi đánh rồi sẽ gói đơn hoàn thiện trong hôm nay để gửi ngày mai cho các bạn các anh chị nhé. Còn thì với công việc khai xuân thì gọi là khai đào, mở vườn, mở năm mới. Chúc tất cả mọi người, các anh chị em, bà con, cô dì, chú bác sức khỏe, may mắn, vạn sự như ý, vụ mùa bội thu. Một năm qua 2023 đã qua rồi, bước sang năm 24 với nhiều khởi sắc hơn nhé. Mình định chặt ra nhưng mà mình sang bên này thì lại tưới nốt mấy cái quả này các bạn nhé. Đây quả nó còn nhiều quá nên là thấy khô khô, chờ mưa mãi không, cuối cùng là mình sẽ tưới nhé, tưới để cho những quả cái nó lên tiếp này. Còn quả còn gọi là tương văn đối đấy các bạn ạ. Rồi tưới nhé, tưới để cho em nó có tí nước cho nó màu mỡ chứ còn quả nó héo hết. Có sâu này các bạn này, đó. Nó sâu nó ra trèo rất nhiều rồi, nó hại quả lâu không, nói chung mấy tháng này không phun phóng thì táo nó siêu sạch, nên là định chờ mưa nhưng mà vẫn phải phun thêm, bởi vì là cứ báo mưa ngày 29 hay 30 mùa Tết ấy. Chỗ này mình chưa làm cái vòi tưới nên là tưới thủ công đấy các bạn. Những cây xuân mình trồng sen đây thì đã hết quả rồi nhé. Hệ thống tưới nước của mình đây. Rồi, nước đã chảy ra rồi nhé. Cây ở phía trên đây các bạn nhé, nói chung công việc đầu năm khai xuân thì đủ các kiểu các bạn ạ. Chặt cây, đánh cây, rồi thì tưới cây, bó cây, gửi cây, đó, liên quan đến táo hết luôn. Hôm nay không liên quan đến, không liên quan đến vải các bạn nhé, liên quan đến táo thôi. Đó. Nào, những quả này thì nói chung là còn tương đối là nhiều và tương đối là lớn đấy, mà bơm được nước ấy. Còn những quả này nó chín rồi này các bạn này, mình ăn luôn này. Quá ngọt quá phê. Tiết nó oi lắm các bạn ạ. Buổi sáng ấy nhưng mà thời tiết nó oi nóng, chắc là kiểu là oi gió mùa hay sao. Mùng 5 Tết mà. Cả cái Tết này hôm nay cảm giác nhiệt độ nó còn cao hơn. Tưới này thì rất là mát rồi. Có lẽ là tưới hết lần này là ok rồi các bạn ạ. Là hết vụ rồi. Còn các bạn nó còn nhiều quả các bạn cứ tưới nhé, cứ tưới phân, tưới giò rồi nước non các thứ vào. Bởi vì là nói thế thôi chứ nhìn còn cực kỳ nhiều quả các bạn ạ. Nhìn đây này, còn cực kỳ nhiều quả luôn đấy. Của các bạn thế thôi, nhiều bạn mới bảo mới thu được khoảng một phần nhỏ thôi, còn lại một phần lớn là sau Tết này. Nên là cứ còn táo là còn tiền các bạn ạ. Các bạn cũng có thể sử dụng cái vòi nó như này, cái vòi tăng áp này các bạn này.
Nó có rất nhiều cái chế độ nhé. Cái này nó phụt khoảng tầm 7 mét đấy các bạn ạ. Đấy mình đứng này nhưng mà phụt thoải mái. Hoặc là các bạn có thể dùng khỏe hơn nhé. Khỏe hơn là cho nó nhẹ đi để nó rửa quả cho đỡ gãy quả cũng được. Còn cái này mình đang phụt xa này. Đó, đây cái vòi đây. Đấy, chỉ vặn cái là nó, đây mình đang có tay, mình không có thời gian quay để giới thiệu các bạn. Quay rất là dễ chịu, các bạn là tưới rất là nhàn, dễ chịu. Đấy, từ đây ra đây phải hơn gần 17 mét, gần 7 mét rồi. 7-8 mét thì vẫn đến bình thường. Đấy, các bạn có thể tưới, cái mùa này các bạn có thể tưới nhện đỏ nhé. Nếu có nhiều nhện đỏ các bạn không, có thể tưới nhện đỏ rất là ok, tức là xịt nhện đỏ cho nó rụng đấy. Đây, ví dụ các bạn xịt lên quả quả này. Ôi, mình xịt lên cái rụng lá nhiều thật đấy. Đấy, con quả đây, cực kỳ nhiều luôn. Đó. Chế độ tỏe, chế độ tỏe đây các bạn này. Cái này là tưới dành cho xịt nhện đỏ là ok này. Đó, các bạn gần vặn ra cái là nó tỏe rất là dễ chịu, rất là mềm. Đó, và nó không mạnh, áp lực nó không mạnh nữa. Nhìn to như một đống tràm ấy. Cây giống thì mình đã mang về nhà đây rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào gói nhé. Đó, vào gói kìa. Còn tiếp tục một hai chị em đánh tiếp ngoài vườn tiếp, tí sẽ mang về tiếp. Nói chung là số lượng ngày hôm nay thì chỉ loanh quanh khoảng tầm hơn 1.000 cây thôi các bạn ạ. Hơn 1.000 cây nhé. Về cho tất cả các bạn các anh chị em từ Hòn Đất, Kiên Giang, Cà Mau, Cần Thơ, rồi đến Hà Tĩnh, Đắk Nông, rồi trở ra phía này là Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên, Hải Dương, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Nói chung là rất là nhiều, mình không nhớ hết được, nhưng nó tóm lại là rơi vào khoảng tầm hơn 30 tỉnh các bạn nhé. Hôm nay riêng mình gửi cho các bạn các anh chị khoảng 30 tỉnh. Thì cũng có bác các anh chị trồng lần đầu, nhưng cũng có nhiều bác các anh chị đã lấy từ những năm trước rồi, những nhiều năm trước rồi đó. Đấy, thì các anh chị đều biết cây giống cũng như là cái hỗ trợ hướng dẫn của nhà vườn nhà mình đó. Thì bây giờ mình sẽ tranh thủ để đóng nhé. Lát sẽ mình sẽ cập nhật cái quá trình đóng để gửi cho các bạn các anh chị tiếp theo ở trong cái video này. Nó đóng như thế nào nhé. Đây, cả cây rũ rễ nhìn nó tơi bời này. Rồi có bác nào thích bầu cũng có bầu, nhưng bầu thì đóng vất vả hơn. Và nói chung là nó, mình không bác nào gọi là mình ưu tiền lắm thì mình đóng bằng bầu, và thêm 3k tiền ship một cây nữa các bạn nhé. Bầu nó nặng hơn và nó rất là khó, và rất là kể cả trong quá trình gửi cái bầu đi nó cũng long tương đối nhiều, nó đa phần là cứ dễ trần mà chiến các bạn nhé. Còn ít bị chục cây hay là 5 cây 2 cây thì bầu thì ok, vì những cái đống kia một số là có bầu, những cái cây bầu kìa. Còn lại không thì cứ dễ trần như thế này các bạn này. Đó, hoặc là như thế này. Đó. Cây còn tanh bành hết ra rồi các bạn. Đây là về cho anh ở huyện Điện Biên nhé, hơn 100 cây đây. Dễ rất là đơn giản này. Đó. Cây vừa tăng cường thêm nữa. Đây. Đấy, còn cái riêng cái bó cành ghép này dành cho em Vĩnh tại Ủy ban xã Cao Trương, Trà Lĩnh, Cao Bằng nhé. Em là lấy cây nhà mình rất nhiều năm rồi, năm nay em lấy thêm và ghép bổ sung sang nhé. Vừa lấy thêm cây đại mật, vừa lấy thêm cành để ghép chuyển sang. Đó, phía đây nữa, mình đang đóng thêm nữa rồi. Và đây nữa. Đó, chỗ này là 200 cây, chỗ này là 500 cây. Còn loanh quanh chỗ này là khoảng 300 cây rồi. Đó, và thêm cả vào thùng này nữa rồi. Đó. Một ngày gọi là đóng như này gọi là hết công suất luôn các bạn nhé. Làm buổi sáng, không buổi trưa, buổi chiều là đóng sẽ hết công suất luôn đấy. Rồi, các bạn nhanh tay đặt cây để cho đúng kịp thời vụ nhé. Những cái bó cây này thì bây giờ mình sẽ gửi xe, mình sẽ xuống gửi một cái xe để đi về Uông Bí cho anh Nghĩa nhé. Một trong những anh chị đã ủng hộ nhà vườn mình cũng nhiều năm rồi. Năm nay anh tăng cường thêm 200 cây nữa. Để em cho cái bó này với bó kia vào trong túi đi. Đó, tức là gửi xe thì mình rất là hạn chế, bởi vì thực ra là nó phải tiện chuyến, tiện đường hay nào cơ. Còn không đa phần là gửi ship code hết các bạn nhé. Cả okay, cái đống này cũng sẽ gửi ship code thôi, nhưng mà sẽ về đóng. Còn bây giờ thì mình sẽ gửi để đi, gửi kịp xe. Thực ra
Mình rất là ngại gửi xe vì đi nó cũng không tiện chuyến, rồi đi phải nhiều cây để xong lại chờ xe, bắt xe, đón xe. Nên là các anh chị cứ đặt, còn chỉ những anh gọi là ở một cái góc độ rất là riêng nào đó thì mình nghĩ gửi xe thôi. Đó. Đây. Đống này mình sẽ đi gửi xe luôn này. Em cho luôn cả cái đào vàng vào luôn nhé. Mình vừa gọi là đi chuyển một cái lên xe tải phải ung bí cho anh Nghĩa nhé, thì tiện thể là mua luôn cả cái cuộn dây ghép này luôn cho anh em này. Đó, dây ghép này luôn này cho đây, và cắt luôn ít cành mẹ kim loại đại mật nhé, cho em vĩnh luôn tại Trà Lĩnh Cao Bằng nhé. Đó, đây của em lấy thêm 10 đại mật này, hộ em hai cuộn dây ghép này với cả cái này luôn, nên là sẽ đóng từ giờ đến tối thì có lẽ là còn mà còn một số khoảng hơn 1.000, gọi là 1.000 cây nữa, ngày mai thì sẽ đóng tiếp cho các bác nhé. Ví dụ anh Mạnh, anh Tính rồi các anh em, anh Mạnh ở Minh Châu Ba Vì nhé, thì ngày mai sẽ đóng thôi, còn tầm này thì từ đến tối sợ là không xong hết chỗ này. Đó. Đây, đơn này của bác nào thì kẹp riêng vào của bác đó rồi. Đơn này của chú Bình nhé, chú Bình Sơn Hợp Hòa, Đồng Chùa Hợp Hòa, Sơn Dương Tuyên Quang này, chú về nhà mình mấy lần rồi đây. Đó. Còn đây là của của đồng chí Cường tại Cựu Lục ở Phúc Thọ Hà Nội. Đây, còn chỗ kia sẽ chia dần tiếp ra tiếp nhé, lấy theo số lượng anh em đặt nhé. Anh thủ mình đóng, đây là cái cành ghép nhé, cành ghép nó đóng nó tương đối là dài này. Đấy, đóng cho em vĩnh này. Và cái cuộn giấy ghép đây. Đó. Ghép này là giấy chuyên về để ghép cây nhé. Đấy thì nhiều bác nhiều nơi không có đâu, nếu không mùa này mùa ghép cây cần chuyển đổi cây hoặc là ghép táo hoặc là ghép cái thứ cần thiết thì ới mình gửi cho nhé. Cây mắt có đều có ok hết đấy. Đó, đây. Rồi, bó là tranh thủ bó vào. Đấy. Đấy, số lượng cây mình đẩy kể vừa để trong thùng vừa để ở ngoài nữa thì nó rơi vào gần 30 đơn nhé. Ở đây nữa thì có là các bác ở gần đến lấy đây. Đó. Còn chỗ này thì mình có lẽ là mình sẽ tạm dừng đóng đấy, bởi vì mình đi có chút công việc nữa. Thì mai sẽ đóng tiếp cho các anh chị em nhé. Rơi khoảng tầm 5, 6, 700 cây đến thời điểm này đó nhé. Còn ví dụ các bác mà đặt thêm nữa thì các bác cứ gọi điện hoặc là nhắn qua Zalo hoặc là alo cho mình theo số điện thoại 0368052750 nhé. Đó, thì mình sẽ đóng cây gửi cây cho tất cả các anh chị, táo xuân, táo đài loan, đại mật, kim đào mật, táo đào vàng chua không nhỉ, các loại luôn nhé. Còn cái này mình sẽ ủm lại để mai mình gói tiếp vì giờ thì không 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 kịp thời gian nữa. Đó. Cảm ơn và xin chúc bà con anh chị em trồng táo 2024 được mùa nhé và thành công, và cảm ơn các bạn, các anh chị đã luôn đồng hành ủng hộ trong những ngày xuân mùng năm Tết này. Một lần xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn, các anh chị.